Thưa quý vị, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bà con nông dân trồng rau trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã vào vụ từ sớm. Với người trồng rau, thời tiết vụ đông xuân diễn biến khá phức tạp, nhưng may mắn là đến thời điểm hiện tại, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, thời tiết lại tương đối thuận lợi, giúp cây rau phát triển tốt. Cùng với đó là giá các loại rau ổn định, nên nông dân rất phấn khởi. Thị xã Phú Mỹ có khoảng 700 hectare rau xuống giống phục vụ nhu cầu thị trường Tết Tân Sửu. Các loại rau được nông dân trồng phổ biến là súp lơ trắng, cải các loại, xà lách, mồng tơi, rau dền, hẹ, mướp, dưa leo, khổ qua, bầu, bí, hành ngò, húng quế. Theo các nhà vườn, thời tiết hiện tại khá thuận lợi cho rau, nên rau sinh trưởng phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại. Cùng với đó, giá rau xanh ổn định ở mức 10 đến 15.000 đồng một ký, nên người trồng rau kỳ vọng nhiều vào vụ rau Tết. Thời tiết năm nay được cái nó thuận lợi, nên là bông là cũng đẹp, cũng phải không có sâu, bớt sâu. Giá cả thị trường thì nói chung năm nay thì cũng ổn định đó, ổn định là giá cũng 10 giờ, hiện giờ thương lái đang lấy là 14. Đó. 14 mà bông là bông thì đạt. Đạt bông đấy, bông ký ký 2. Xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ có gần 300 hecta diện tích trồng rau. Đây là một trong những vùng sản xuất rau trọng điểm, cung cấp cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số địa phương lân cận. Theo nhiều hộ nông dân, nếu như trúng mùa được giá thì 1.000 mét vuông rau Tết, người trồng có thể thu về 70 đến 80 triệu đồng. Hiện tại, giá của nhiều loại rau xanh đang ở mức cao nên người trồng rau ai nấy đều phấn khởi. Nói về vụ Tết thì gia đình đang trồng các loại là đa dạng các loại rau để phục vụ Tết Nguyên đán cho bà con. Thì bên trong thì nó được che chắn, côn trùng, sâu bệnh thì nó không vào xâm hại vào. Nên là cái sản lượng ở trong so với ngoài thì nó không có chênh lệch là bao nhiêu. Năm nay thì nhìn chung là giá rau rất là ổn định. Từ đó là bà con rất là phấn khởi đưa vào canh tác để phục vụ cho Tết năm 2021. Niềm vui được mua được giá rau đã mang lại không khí Tết tràn ngập khắp các cánh đồng rau của thị xã Phú Mỹ, đồng thời cũng tạo niềm tin, sự phấn khởi để nông dân tiếp tục sản xuất trong những vụ mùa sắp tới.